Thầy chào các bạn nhé. Thầy xin giới thiệu, thầy là Trần Ngọc Hà, thuộc trung tâm Vina Study và Megamart, chuyên bồi dưỡng học sinh từ cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi và thi vào chuyên của khối cấp 2. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cái bài toán liên quan tới số chính phương của lớp 7, là cái loại bài mà các bạn là đi thi cũng tương đối gặp, từ thi học sinh giỏi cho tới thi vào 10 chuyên, kể cả thi học kỳ đối với những bạn mà đang học những trường chuyên, thi chọn đội tuyển học sinh giỏi vân vân. Thì liên quan tới số chính phương, những cái tính chất cụ thể của nó thì trong quá trình học tại trung tâm là các thầy sẽ hướng dẫn chi tiết chúng ta. Tuy nhiên là do cái thời lượng học online này, cái thời lượng có hạn. Do đó là các thầy chỉ nói nhanh thôi. Thế còn các bạn muốn chi tiết thì các bạn hãy đăng ký học nhé. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cái bài toán liên quan tới số chính phương mà đưa về được dạng là hiệu hai bình phương. Thì trong cái hiệu hai bình phương này thì chúng ta thấy đối với lại là các bạn lớp 8 thì đơn giản rồi. Đó là hiệu hai bình phương người ta luôn đưa được về dạng phân tích thành nhân tử. Hiệu hai bình phương đó là A bình phương trừ B bình phương đó. Thì sẽ luôn luôn bằng gì, đúng không? Luôn luôn phân tích được thành nhân tử, đưa về dạng tích, đó là A trừ B nhân A cộng B. Thế nhưng lớp 7 chúng ta chưa học hàng đẳng thức, nhưng có thể phân tích thành nhân tử được bằng cách thêm bớt AB vào và đưa về dạng tích. Thì chúng ta có là cái này, nó sẽ bằng là A trừ B nhân với A cộng B đó. Tại sao thế? Thì chúng ta chỉ cần là phân tích cái A bình phương trừ B bình phương thì nó luôn bằng A bình phương này trừ AB. Mình thêm bớt AB vào là xong, đúng không? Và chúng ta có thêm một bước nữa, đặt A ra ngoài là A trừ B. Anh này đặt B ra ngoài, ta cũng có A trừ B. Và nó bằng A trừ B nhân với A cộng B. Đó, thì đấy là thầy chứng minh nhanh như vậy. Vậy thì đặc điểm khi AB là các số tự nhiên, chúng ta thấy số chính phương chính là bình phương của các cái số tự nhiên. Vậy thì khi AB là các cái số tự nhiên, vì vậy nếu như chúng ta biết được hiệu hai cái bình phương này là bằng một hằng số K, trong đó K là một số tự nhiên, vậy thì chúng ta sẽ tìm được AB thông qua gì nhỉ? Đó chính là thông qua bài toán ước của lớp 6, đúng không? Xem K có những ước là gì, khi đó A trừ B, A cộng B sẽ là ước của K. Tuy nhiên chúng ta thấy có những bài toán K nó là những cái số mà sẽ có rất nhiều ước. Vì vậy chúng ta cố gắng hạn chế các cái bước thử đi bằng cách là gõ cho nó chặt lại. Thì chúng ta thấy gì? Ví dụ như chúng ta thấy đây, K là số tự nhiên, AB là các số tự nhiên, vậy A cộng B dương, do đó gì đấy, A trừ B cũng dương. Vì vậy chúng ta lại gõ lại được chặt hơn một chút, đó là A trừ B và A cộng B là các ước dương của K. Thế còn chặt hơn một tí nữa thì chúng ta thấy gì? A trừ B lại luôn nhỏ hơn A cộng B, có đúng không? Chúng ta thấy này, A trừ B, A cộng B, thứ nhất nó là các số dương, với AB là các số tự nhiên. Thứ hai đó là A trừ B thì cũng gì đây, luôn bé hơn hay bằng A cộng B, khi AB là các cái số tự nhiên. Thế còn thứ ba nữa, một cái tính chất rất quan trọng nữa, đó là đối với những bài toán mà là liên quan tới tính chẵn lẻ, thì các bạn thấy A trừ B và A cộng B tổng hai anh này, A trừ B cộng với A cộng B, các bạn thấy nó chính là bằng hai lần A, nó luôn là một số chẵn, đúng không? Mà tổng hai số là một số chẵn, khi đó A trừ B và A cộng B luôn cùng tính chẵn lẻ. Cùng chẵn lẻ. Và cái tính chất này rất là quan trọng để chúng ta gõ bớt được rất nhiều trường hợp phải thở. Bây giờ thầy sẽ đưa vào ví dụ cụ thể nhé. Ví dụ đầu tiên đó là tìm hai số chính phương, biết hiệu của chúng là 56. Bài rất đơn giản, là đúng theo cái gọi là lý thuyết thầy hướng dẫn. Vậy hai số chính phương này chúng ta hoàn toàn có thể giả sử đó chính là A bình phương và B bình phương, đúng không? Vậy hiệu của chúng
Mình lập hiệu A bình phương trừ B bình phương bằng 56. Trong đó A, B là các số tự nhiên, đúng không? Và đương nhiên chúng ta hoàn toàn có thể là gì đấy, A, B là các số tự nhiên và mình suy ra thẳng luôn được A phải lớn hơn B. Đây là cái đầu tiên. Rồi, vậy thì áp dụng bài toán bên này, hiệu 2 bình phương, khi đó ta sẽ có A trừ B nhân với A cộng B, nhân với A cộng B bằng 56. Đúng chưa? Vậy đây, bây giờ các bạn đã thấy bài toán quen thuộc của lớp 6 chưa? Đó chính là tích của các số bằng một số tự nhiên. Đây chính là bài toán ước của lớp 6. Tuy nhiên bây giờ bắt đầu chúng ta thấy bình thường các bạn là bạn nào không để ý thì sẽ lập bảng sẽ rất dài nhá. Vậy chúng ta cùng để ý này. Thứ nhất, AB là các số tự nhiên. Mình suy ra được A lớn B rồi. Vậy đây nó sẽ là gì đây? Đây là hai số không âm. Và đương nhiên tích bằng 56 thì nó sẽ không có số 0 đấy. Vậy đây là hai số dương luôn. Đúng chưa? Hơn nữa, A trừ B luôn không vượt quá A cộng B. Hơn nữa, A trừ B và A cộng B cùng tính chất lẻ. Vậy các bạn thấy cái 56 này, chúng ta nháp 56 thì nó có thể bằng 1 nhân 56 này. Các bạn thấy khác tính chất lẻ. Tí nữa chúng ta loại được trường hợp này. Sau đó nó là gì? 2 nhân với lại là 28. 2 này cùng chẵn, đúng không? Tiếp theo đó là gì? 4 nhân với lại là 14, đúng không? Và nó còn bằng số 7 nhân với 8 là các hoán vị. Vậy bây giờ chúng ta thấy do A trừ B không vượt qua A cộng B, do đó chúng ta lựa cái hiệu A trừ B là những số nhỏ này. Hơn nữa, hai anh này cùng tính chẵn lẻ, do đó chúng ta chỉ chọn những cặp hai cặp cùng chẵn này mà thôi, hai cặp này loại, đúng không? Thì đấy là thầy phân tích cho chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta sẽ lập luận như nào? Thì chúng ta lập luận thẳng những cái tính chất này của cái A trừ B và A cộng B. Từ đây chúng ta thấy là do gì đó? Thứ nhất là A trừ B và A cộng B, đúng không? Luôn không âm. Với cái anh này luôn bé hơn bằng anh này, không, luôn nhỏ hơn anh này là một này. Tiếp theo đó là gì đây? Là A trừ B và A cộng B luôn cùng tính chất lẻ. Đúng không? Do tổng nó là một số chẵn. Vậy thì từ đây chúng ta chỉ có hai trường hợp. Trường hợp một đó là gì? A trừ B bằng 2, đúng không? Và A cộng B bằng 28, đúng chưa? Và trường hợp 2 đó chính là A trừ B bằng 4 và A cộng B bằng 14. Ok chưa? Thế đến đây chúng ta tìm ra AB rồi. Vậy từ đây chúng ta có là A bằng 30 chia cho 2 là được 15, đúng không? Còn B bằng 13. A bằng 15, B bằng 13, nên người ta bảo tìm hai số chính phương, vì vậy ta bình phương lên ra kết quả. Đúng rồi, vậy chúng ta có hai số chính phương, nó là 15 bình phương thì chính là 225. Đúng không? Và 13 bình phương là 169. Đó. Thế trường hợp 2 này thì chúng ta tương tự cũng sẽ giải ra, đó là gì? Là A bằng tổng hai số này chia đôi. 4 cộng 14, 18 chia đôi là 9 và B sẽ bằng 5. Đó. Và do đó chúng ta có kết quả hai số chính phương cần tìm trong trường hợp này, đó là 81 và 25. À, đúng không? Và các bạn thấy nó cũng đơn giản thôi, đúng không? Nhưng mấu chốt của bài này đó là chúng ta đưa cứ thấy hiệu hai bình phương, đúng không, mà bằng một cái số cụ thể là chúng ta có thể tìm được hai cái số đó thông qua cái công thức A bình phương trừ B bình bằng A trừ B nhân với A cộng B. Đó, chúng ta tiếp tục với ví dụ số 2. Ví dụ số 2 này đó là tìm một số chính phương có 4 chữ số. Biết rằng số gồm hai chữ số đầu tiên lớn hơn số gồm hai chữ số sau là một đơn vị. Đây thuộc dạng bài toán là tìm số chính phương kết hợp với bài toán cấu tạo số. Đối với những bài toán cấu tạo số thì chúng ta phải chú ý tới đó là gì? Đó là chặn nha các bạn, không đừng quên những cái khoảng chặn của những số có bốn chữ số. Đấy, bài này chúng ta cùng phân tích nha. Đấy, các bạn thấy bài trước nó là
thể hiện trực tiếp luôn, nhưng bài này phải biến đổi sơ sơ thì chúng ta mới nhìn thấy vấn đề. Vậy thì đơn giản là tìm một số trig phương có 4 chữ số với bài toán cấu tạo số, thì chúng ta cứ giả sử số cần tìm đó là gì đấy? Đó là số số trig phương có dạng m bình phương, đúng không? Số có 4 chữ số sẽ là ABCD. Ok chưa? Trong đó ABCD là các chữ số, là các chữ số, đúng không? Và đương nhiên số đầu tiên đó là A phải khác không? Và đương nhiên M ở đây nó phải là một số tự nhiên, đương nhiên còn khác không nữa. Tuy nhiên các bạn thấy này, đối với những bài toán cấu tạo số mà nó là số trig phương thì các bạn không bao giờ được quên. Giống như đầu bài này thầy đã nhắc, đó là gì đây? Số có 4 chữ số thì chúng ta thấy rằng là cái M bình phương này nó là số có 4 chữ số, do đó nó luôn lớn hơn bao nhiêu đây? 999, đúng không? Và bé hơn 10.000, có đúng không? Do đó một bình phương bị kẹp giữa hai số này, vì vậy chúng ta luôn luôn chặn được cái khoảng của m, tức là chúng ta có m bị chặn bởi số 100, đúng không? Và các bạn là thấy khai căn cái 999 thì các bạn thấy cái số gần nhất với nó chính là 312. Vậy đây là một cái điều kiện quan trọng. Tất nhiên không phải bài nào cũng dùng cái anh này, đúng không? Có những bài chúng ta sử dụng tính chất chưa hết thì cũng chưa chắc đã dùng tới. Nhưng nó thành một cái phản xạ, các bạn phải lưu tâm tới cái việc là khoảng cái cơ số này nó bị chặn bởi 312/100. Rồi bây giờ bắt đầu ta khai thác giả thiết. Vậy từ đề bài chúng ta có gì? Đó là đây, biết rằng là số gồm 2 chữ số đầu, đúng không? Bằng lớn hơn số gồm 2 chữ số sau là 1 đơn vị, tức là bằng CD cộng với 1. Ok chưa? Đấy, bây giờ chúng ta thấy gì? Đương nhiên đến đây chúng ta thấy nếu như không khai triển cái ABCD này ra thì chưa nói lên vấn đề gì, có đúng không? Vậy mình phải khai triển anh này ra. Vậy khai triển một cái dạng bài cấu tạo số thì chúng ta phải để ý tới điều kiện đề bài cho mối liên hệ giữa các chữ cái trong này là gì, để chúng ta biết rằng là khai triển triệt để hay là khai triển theo nhóm các số, đúng chưa? Vậy chúng ta thấy có mối liên hệ giữa cả hai số AB và số CD, do đó chúng ta không khai triển triệt để anh này mà khai triển theo nhóm AB và CD. Vậy thì từ đây chúng ta có, đó chính là gì đấy? M bình phương này bằng 100 AB, đúng không? Và cộng với CD đi theo nhóm. Rồi thì đương nhiên đến đây làm nào nữa thì mình phải thay bên trên vào bên dưới, sau đó mới tính tiếp. Vậy cái này chính là bằng 100 nhân với AB chính là CD cộng 1, sau đó cộng với CD bên ngoài, đúng không? Vậy cái này bằng, thu gọn đi, ta được là 101 CD, đúng không? Và cộng với 100. Đó. Vậy mấu chốt chỗ này tức là sao đây? Vậy chúng ta có M bình phương bằng 101 CD cộng với 100. Vậy bây giờ đến đây xử lý như nào nữa? Đến đây các bạn nhìn thấy này, cái 101 đương nhiên nó là số nguyên tố. Bên này có một bình phương. Mấu chốt cái số 100 này các bạn nhận thấy điều gì? 100 này nó chính là gì? 10 bình phương, đúng chưa? Vậy này nó chính là bằng 101 nhân với CD cộng với 10 bình phương. Và khi các bạn chuyển 10 bình phương sang thì nó sẽ là M bình phương trừ 10 bình phương. M bình phương trừ 10 bình phương nó chính là dạng bài hiệu 2 bình phương, tức là ta phân tích được dưới dạng tích, đúng không? Vậy chúng ta làm được như vậy thì chúng ta cứ triển khai, sau đó mới xem có nhìn ra cái gì không. Vậy thì từ đây chúng ta có là M bình phương trừ đi 10 bình phương bằng 101 CD, tức là chúng ta có M trừ 10 nhân với M cộng 10 bằng 101 CD. Rồi, đúng không? Đấy, đến đây chúng ta cùng khai thác anh này. Vậy khai thác như này thì chúng ta thấy là gì đây? Chỉ có duy nhất cái số vế phải 101 nó là một số nguyên tố, cái anh CD chưa nói lên điều gì. Vậy vế trái chúng ta thấy 101 là số nguyên tố, vì vậy một trong hai số này phải chia hết cho 101.
đúng không? Chia cho 101 nữa, các bạn để ý một chút nữa là xong thôi. Bởi vì sao? M nó chặn giữa 32 và 100. Vậy thì trừ 10 nó càng nhỏ hơn 100, đúng không? Trừ 10 nó càng nhỏ hơn 100. Nhỏ hơn 100 mà vậy một trong hai này phải chia cho 101. Vậy thì cái số này nhỏ hơn 101, do đó không thể chia cho 101 được, trừ khi nó bằng 0. Đúng không? Thế nhưng mà lại lớn hơn 32, do đó cái m trừ 10 này cũng không thể bằng 0 được. À, vậy chúng ta thấy cái anh này không thể chia cho 101 được. Suy ra m cộng 10 chia cho 101. Thế cộng với kết hợp với m nằm trong khoảng này thì chắc chắn là các bạn ra ngay được rằng m cộng 10 nó phải bằng 101. Tức là ta tìm được m. Mà tìm được m thì chúng ta tìm được ABCD. Ok chưa cả lớp? Vậy từ đây chúng ta có này, do sao? À đâu, chúng ta phải suy ra đó. Cái này đương nhiên là chia hết cho 101. Cái này là một số nguyên tố. Ok chưa? Vậy tích chúng ta sử dụng cái tính chất là gì? Tích các số mà chia cho một số nguyên tố thì hoặc là chúng ta suy ra được là một trong các cái thừa số đó phải chia cho số nguyên tố. Vậy từ đây chúng ta suy ra hoặc là m trừ 10 chia hết cho 101 hoặc là m cộng 10 chia hết cho 101. Đúng không? Thế nhưng do sao? Do sao? Cho nên là chúng ta có là m trừ 10. M trừ 10 đương nhiên là gì đây? Bé hơn 100 trừ 10 tức là 90. Và lớn hơn hay bằng 32 trừ 10 là 22. Và m cộng 10 thì bé hơn bao nhiêu đây? À, 110. Đúng không? Và lớn hơn 32 cộng 10 tức là 42. Ok chưa? À, đúng không? Vậy thì từ đây chúng ta thấy m trừ 10 không thể chia cho 101 được. Vậy từ đây chúng ta suy ra là m trừ 10 không thể chia hết cho 101, do đó chỉ có m cộng 10 chia hết cho 101. Đúng không? M cộng 10 chia cho 101 kết hợp với anh này lại, do đó chúng ta sẽ có là m cộng 10 bắt buộc phải bằng 101. Tức là ta có m bằng là 91. Đúng không? M bằng 91. M bằng 91, vậy ta thay vào cái đầu tiên là xong. Có đúng không? Vậy từ đây ta suy ra là cái số ABCD cần tìm, nó chính là 91 bình phương. Đấy, nó chính là bằng 82. 81. Thì đây chính là cái số chúng ta cần phải tìm. Vậy các bạn thấy là trong cái bài 2 này nó không phải ngon ăn ngay như bài đầu, đúng không? Đó là thấy ngay hiệu hai số chính phương nó bằng một số cụ thể. Nhưng sang bài sau này nó là hiệu hai số chính phương, đúng không? Nó sẽ bằng một tích liên quan tới một cái số cụ thể là số nguyên tố nhân với một số còn lại. Lúc đó chúng ta lại phải dùng cái tính chất chia hết cho một số nguyên tố để xử lý bài toán. À, chúng ta tiếp tục với ví dụ số 3, đúng không? Mà cũng là bài toán liên quan tới đưa về hiệu hai bình phương. Nó là cho A là một số chính phương có 4 chữ số, trong đó các chữ số của A đều nhỏ hơn 9 đơn vị. Đó. Nếu thêm các chữ số của A 1 đơn vị thì ta được một số mới cũng là một số chính phương. À, cũng là được một số chính phương có 4 chữ số. Đương nhiên nó có 4 chữ số bởi vì các chữ số của A là gì đây? Đều nhỏ hơn 9, do đó cộng lên 1 thì mắc nó bằng 9 và đương nhiên nó vẫn là những cái số có 4 chữ số là một số chính phương. Đấy là số B. À, vậy thì bây giờ bài này thì đương nhiên lúc đầu chúng ta làm gì đây? Phải là đưa về dạng cấu tạo số, đúng không? Vậy thì ta giả sử cái số chính phương ban đầu đó là M bình phương, đúng không? Là sẽ có dạng là ABCD, đúng không? Trong đó ABCD là các chữ số, là các chữ số, đúng không? A khác không. Và do đây là các số, các chữ số đều nhỏ hơn 9, do đó chúng ta có là ABCD đương nhiên là bé hơn 9. Vậy thì khi cộng một đơn vị vào thì cái các cái chữ số mới của nó cũng sẽ không vượt quá. Rồi, bây giờ chúng ta thấy từ giả thiết theo đầu bảng thì chúng ta sẽ gì đây?
các cái số này khi các chữ số cộng một đơn vị, vậy ta được cái số mới có dạng là A cộng 1 này, anh này là B cộng 1, anh này là C cộng 1 và dạng tiếp theo là D cộng 1. Đây là dưới dạng cấu tạo số nhá, chứ không phải là dạng tích. Cái anh này là một số chữ phương, tức là cái anh này bằng N là bình phương. Đúng không cả lớp? Đó. Vậy đương nhiên khi đưa ra các cái ẩn mà N thì chúng ta phải ghi gì? Mà N là các số tự nhiên. Đó. Cộng với chúng ta thấy gì? Đối với những bài cấu tạo số dạng bình phương như thầy nói, đó là chú ý tới cái chặng của nó, luôn luôn chặng giữa 999 và 10.000. Do đó khai căn ra các cơ số mà là luôn chặng giữa 32 và 100. Hơn nữa, chúng ta thấy các cái số này đều cộng lên một đơn vị thì chúng ta suy ra được là N lớn hơn M. Có đúng không? N bình phải lớn M bình. À vậy thì từ đây chúng ta có là ta có, đó là số 999 thì luôn nhỏ hơn M bình phương. Có đúng không? M bình phương thì nhỏ hơn đương nhiên là N bình phương và nhỏ hơn 10.000. Do đó chúng ta có được là gì đây? 32 bé bằng M, bé hơn N và bé hơn 100. Đó. Có những bài như thầy nhắc, cái cận chưa chắc đã dùng tới, thế nhưng ngoài nhắc thì chúng ta phải ghi nó ra. Rồi, bây giờ xử lý như nào? Đương nhiên là chúng ta làm gì đây? Đó là khai triển cái biểu thức, cái cấu tạo số phức tạp này về dạng anh này. Có đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái cả cái cụm bên trên là ABCD, bên dưới chúng ta hoàn toàn gì cũng phân tích được về dạng là ABCD. Các bạn chú ý ví dụ này, những cái số mà chữ số cộng thêm một đơn vị, bây giờ các bạn thấy này, ví dụ như số 1 2 3 4 chẳng hạn nhé, mỗi một chữ số tăng lên một đơn vị tức là thành 2 3 4 5. Đó, vậy các bạn thấy trừ hai anh này đi nó chính là số 1 1 1 1. Đúng không? Vậy chúng ta thấy cái số mới này khi dùng cấu tạo số khai triển ra theo số ban đầu, mấu chốt nó chính là bằng số ban đầu cộng với 1111. À, vậy thì chúng ta có cái thứ hai, đó là N bình phương. Đúng không? Nó chính là bằng ABCD. Đúng không? Cộng với 1111. À, thế nhưng ABCD nó chính là M bình phương và cộng với 1111. Ok chưa? Vậy thì từ đây chúng ta thấy đưa được về dạng hiệu A bình phương chưa? N bình trừ M bình bằng một số cụ thể. Do đó ta có N bình phương trừ M bình phương bằng 1111. Hay chúng ta có N trừ M nhân với N cộng M bằng 1111. Ok chưa? Vậy nhìn vào cái số này thì chúng ta làm gì đây? Đương nhiên là dạng bài toán nước. Vậy thì ngoài nháp chúng ta phân tích triệt để anh này ra, xem nó là tích của những số nào. Ok chưa? Vậy chúng ta thấy ngay nó là 1 nhân với lại 4 số 1 là không nói rồi. Chúng ta thấy đây là dấu hiệu chế cho 11. Hai số 11 lặp lại. Vậy nó chính là 11 nhân với 101. 11 là số nguyên tố, 101 là số nguyên tố. Vậy ngon rồi. Đến đây chúng ta thấy là gì đây? Thứ nhất, như thầy nhắc, N trừ M luôn bé hơn N, không vượt quá. Tức là sao? N trừ M luôn bé hơn hay bằng N cộng M. Và đương nhiên, hai anh này còn đều là số dương nữa. Đó. Do đó chỉ chọn ước dương là 1 này. Chọn cái cặp số bé nhân với số lớn là 2 này. Tuy nhiên chỗ này nó còn 2, nó vẫn còn 2 trường hợp. Đó là 1 nhân với 1111, 2 là 11 nhân 101. Do đó chúng ta cố gắng xem làm sao có loại được thêm một trường hợp nữa không để đỡ phải đi thử. Đấy, chúng ta thấy N cộng M bên trên này, M với N không vượt quá 100. Vậy M cộng N đương nhiên không vượt quá là bao nhiêu? Không vượt quá là 200. Vì vậy nó không thể bằng xảy ra cái trường hợp M cộng N bằng 1111 được. Do đó chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là cái dạng 11 nhân 101. Đúng không? Nhưng mình phải lập luận. Vậy từ sao thì đương nhiên chúng ta suy ra, từ sao ta suy ra là M cộng N phải bé hơn 200. Đó. Vậy thì từ đây ta suy ra N trừ M
chỉ có trường hợp duy nhất đó là n trừ m bằng 11 và n cộng m bằng 101. Đó. Vậy thì đến đây tìm được n và m rồi. Đó, chúng ta sẽ tìm ra được hai cặp này, nó chính là 56, đúng không? 56. Từ đây ta suy ra n bằng 56 và m bằng 45. Vậy m bằng 45, do đó chúng ta có cái số chính phương ban đầu cần tìm, đó chính là 45 bình phương. 45 bình phương thì bằng là 2025. Vậy chúng ta có a b c d chính là bằng m bình phương là bằng 2025. Đúng không? Và cái số n bình phương nó chính là gì đấy? 56 bình phương, và đương nhiên nó sẽ là gì đấy? Phải là các cái chữ số này tăng lên một đơn vị, tức là nó là bằng 3036, 3136. Và cái anh này chính là bằng 56 bình phương. Đúng không? Và nó thỏa mãn điều kiện bài ra. Đó. Thì hôm nay là thời gian cũng là tương đối hạn, do đó thầy hướng dẫn cho chúng ta một cái dạng bài, đó là có thể đưa về dạng hiệu hai bình phương để xử lý tiếp đối với toán lớp 7. Và các bạn nhớ cho thầy cái công thức này nhé. Thế còn là bình thường các bạn chú ý là chúng ta đã xác định học sinh giỏi hay là thi vào chuyên hay là thi trên lớp thế thôi. Thì các bạn thấy rằng là những cái dạng bài số chính phương nó sẽ theo chúng ta từ cấp 2 lên tới tận cấp 3 nữa cơ. Lên cấp 3 bạn nào định đi thi học sinh giỏi, thi chuyên nó cũng có nữa, chứ nó không thoát được. Do đó các bạn cố gắng. Mà đặc biệt cái số học năm cấp 2 nó rất là quan trọng. Do đó các bạn chú ý. Và các bạn hoàn toàn có thể là gì? Đăng ký học với các thầy ở trung tâm Vina Study hoặc là trung tâm Megamart nhé. Số, theo số điện thoại ở phần cuối video. Rồi, thầy chào cả lớp.